mình sẽ làm một clip về Joker. Joker hay con gì đây nhỉ? Rồi, Joker nha. Mình sẽ solo với Triệu Vân à? Thank you.
Sao không hiểu bài này? Mình thử xem có được không, thật không ngờ là không được à. Các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ ra để thử các bạn nhé. Sáu mạng, bạn rất phế. Hello các bạn, trận đấu solo của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những clip lần sau nha bạn nha. Hello.